Ở kia, đàn trai tôi. Đàn lơ. Rồi xong. Đặt trai đặt gái đúng mặt. Bây giờ trời ơi dầu dĩ hoài. Nghe đây. Bây giờ khi nào tôi trời ơi cười lên giùm tôi các ông nội ơi. Chú rể cô dâu đủ mặt. Bây giờ nghe đây. Khi nào tôi đốt cặp đèn, chú rể cô dâu bước tới lại bàn thờ tổ tiên, sau đó ra mắt hai họ. Bây giờ bắt đầu đốt cặp đèn. Anh đang xui. Anh chờ tôi giây lát đi anh. Tôi có mặt liền đây. Chờ ngày chú. Chờ ngày. Anh xui. Ô kìa. Anh thấy tôi đàng hoàng không anh? Hãy nói rằng hôm nay chị xui rất đẹp. Yểu điệu dịu dàng với chiếc áo màu tím hoa trinh nữ. Này nè, tôi còn đủ sức đứng ra gả con gái tôi cho con trai của anh mặc. Dạ. Anh chờ tôi một chút nha. Dạ, chú dễ phụ ơi. Lại dốc vụ đi, dốc vụ qua lên. Ấy trời ơi trời. Tôi nghĩ tôi biểu cầu chú, tôi không chịu cầu chú. Chú dễ phụ gì mà vô dễ tùm lum. Nên không phải dễ phụ nên thì chú phi vô. Nói xui mà không nghe. Dạ kính thưa chị xui. Dạ. Dạ kính thưa hai họ. Hôm nay là ngày vui đôi trẻ. Chị xui hãy uống chung rượu này. Ý, tôi đâu có biết có rượu anh xui. Thôi thì kiến lại anh chung rượu này, anh uống đi anh xui. Chị kiến lại tôi. Dạ. Thôi chị xui. Xuân tử. Dạ. Tôi châu. Một lát hai con ra mộ của cha con đem rượu cưới này mà rưới lên mộ ông cho quắm mộ phần nghe không con? Dưới điều nha. Ừ, đốt cho mẹ ba cái nhang đi con. Chị Xui ơi. Dạ. Chị không thấy đường, tôi xin phép được giới thiệu. Bữa nay đứa nào cũng đẹp. Đứa mặc áo xanh, đứa mặc áo vàng, đứa mặc áo đỏ. Vậy hả anh? Ồ. Đẹp quá ha. Ủa mà đứa nào bận áo đỏ vậy anh? Dạ kính thưa chị Xui, đứa mặc áo đỏ đó là em. Ủa anh hả? Dạ. Vậy mà tôi tưởng đứa nào. Dạ đây có đứa nào con. Xin lỗi anh, xin dạ. Lỗi nha. Trời ơi, đám cưới này tôi mừng quá, bởi vì tôi trông qua cho mau. Trời ơi. Ông ơi. Ơi, ủa trời ơi. Hôm nay là ngày đám cưới của con. Dạ chính anh ơi. Ông ơi về đây mà chứng giám nghe không? Chứng giùm tôi anh ơi, khổ lắm anh ơi. Chết anh ơi, chứng giùm tôi lần anh ơi. Anh Xui à? Dạ. Tôi nghĩ tuy tôi chỉ có một lần đẻ con Xuân Tử. Dạ. Nhưng mà tôi có tới hai đứa con gái lần phải không anh Xui? Phải có chừng câu nói. Dạ đúng, chị có tới hai đứa con gái. Con Phương Thành, đứa con gái đáng thương. Chị nuôi nó từ nhỏ, mến tay mến chân chị coi nó như là con ruột. Có đúng vậy không con, Xuân Tử? Dạ, dạ đúng mẹ à. Tô Châu. Dạ. Con có thấy con Phương Thành nó đúng là con của mẹ không con? Dạ, dạ đúng. Phương Thành. Dạ. Con có nhận con là con ruột của mẹ không con? Kìa mẹ, sao mẹ lại hỏi con như vậy? Con lúc nào cũng vẫn là con của mẹ mà. Anh Xui à? Có mặt. À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi lớn tiếng. À, anh có thấy trong cái đám cưới này con Phương Thành là cái đứa đáng thương nhất phải không anh? Dạ, con Phương Thành đứa con gái đáng thương. Bởi vậy sau đám cưới này tôi sẽ lo cho nó yên bề gia thất. Mọi việc gì nó cũng đều gánh vác cho con em của nó hết trơn. Anh có thấy anh thương đâu anh? Vậy sao chị hỏi vậy? Tôi xem nó như là con ruột. Tôi yên bụng rồi. Dạ tôi cũng yên bụng rồi. Khói hương đã bay ngào ngạt. Ông ấy đã về trong hương khói. Nhang thơm quá.